Hốt bạc mọi người ơi, hốt bạc rồi. Từ từ, mừng quá thì mừng cũng phải nhớ là chào bà con hàng xóm. À quên, chào bà con đang xem clip một câu chưa. Đấy, chào mừng mọi người. Thế rất là đẹp. Tính đi vô rừng để măng le nha mọi người. Để măng le mà mấy cha này làm mềm mai quá thì bỏ qua cái vụ măng le luôn. Đi đào mai. Rồi anh đừng có mà nó phét. Đấy là cái kinh nghiệm của cái tạc trụ đạt đúng không? Mỗi rộng ra. Rồi. Đã nói đi sâu đây là nhiều gốc bữa. Tại vì người đồng bào người ta ít đi sâu, hiểu không? Không đi sâu vào người ta chỉ đi sát thôi. Hôm nay là mấy anh em là quyết định bỏ nhà thật xa. Đấy, bên kia là rừng rừng le mà kêu mấy ông sang đó bẻ măng mà ông không chịu đi. Ở phía dãy núi xa xa kia là bên Đắk Lắk nha mọi người. Ra chưa? Đào rộng nhá. Rộng thật rộng nha chứ. Công nhận gốc này to thiệt. Bây giờ ông thấy ông đào. Đó, chia sao cho đều nha. Quấn lộn quấn lạo mệt lắm á. Còn không tí về đấu giá. Rồi lấy cái giá chung nó chia đôi. Gốc bự á, đâu. Cái này mới đúng là mai khủng nha mọi người. Nói lên YouTube luôn đi. Thì giá khởi điểm là 200. Cái này chắc đường kính nó cũng phải được 200. 200 hả? 200 thì ba hội bò húc. 200 khởi điểm. 200 được ha. Cái thế đi đủ má giờ mà có cái chậu vô thôi. Dưỡng cành lên đây. Đủ ra chi luôn này. Thì chi luôn. Quá là thế luôn. Đâu. Các ông ngu lắm. Đấy. Để thầy chỉ cho này nha, nghe lời thầy nha. Con cầm kéo con cắt bỏ chỗ này đi cho thầy. Cắt bỏ hết cái này đi. Đó, thấy chưa? Phá đi. Kỳ quá. Hợp lý chưa? Đúng chưa? Mới ra thế được. Thế thành gì cái cây đó mà để chỗ đó. Quá bự. Cái này thì mấy anh đào kiểu này. Ê ê, vô chúng nó rồi kìa. Nó quằn lại rồi. Thật sự là 4 năm cái clip đi đào mai rồi mà hôm nay mới đào được cây khổng lồ binh nha mọi người. Bằng củ mì. Đúng là cỡ bằng củ mì nhé. Khéo đứt rẻ. Bươi rộng ra. Cẩn thận đấy. Cái này bây giờ khó sống lắm chứ không phải dễ sống đâu. Nên cần phải đào rộng nha. Đào rộng nó môi sâu từ từ môi lần vô. Tự nhiên. Cái này ông đi là cái này ông phải bỏ đi cho nó sang bên này nó mới đẹp. Không. Vậy thôi. Đó có cái sẻng đó. Sẻng nó linh động hơn. An toàn. Cái này là đụng rẻ biết đường né. Cây hôm trước mình đào đã cảm thấy rất là to rồi mà gặp cây này thì bây giờ mới thấy cây của mình nó cực kỳ là nhỏ bé. Nhưng mà thế của mình lại đẹp hơn cây này. Bài thế kia là thế cũ à, hiểu không? Lượn. Thế này mà không lấy được rễ là thế chùm củi. Không lấy được rễ là thế chùm củi thôi. Mà lấy được cái rễ này thì cái cây này cũng phải dắt tầm cả mét. Chứ không phải dạng vừa.
Đủ nâu luôn. Có nâu à? Được, có nâu thì tiện bình nó đẹp. Cái này là phải lấy rộng ra, lấy rộng ra. Ra giá lại cho cả năm thì được. Đó, lấy rộng ra. Một triệu cũng cho rờ luôn. Triệu cũng cho rờ. Má, mai nâu rồi chứ. Nâu luôn. Khéo anh em ơi, có lộn nha. Đừng nâu mà đổ mai. Cha này giả vờ cố tình để sập gian chúng tay, bắt đầu bảo là công tôi nặng thì thôi cho tôi. Cái rễ nó xoắn này như gì đó. Không, nhưng mà nếu mà trồng thì phải lỗi cái rễ đó lên. Hiểu rồi. Ông cứ thì dạy đi tụt quần. Mọi. Tôi mới dẫn các anh đi đào mai mấy ngày mà các anh lại vượt mặt tôi. Thêm một em cổ thụ nữa mọi người, thêm một em cổ thụ nữa. Không thể ngờ luôn. Chào ông. Cắt đứt ngang hết nè. Rồi, ok, hai cục. Hai cụ chứ hai cục gì. Hai cụ. Thật sự rất là đẹp nha mọi người. Đây, thế thần. Quá tuyệt vời. Chỉ là ngồi gốc tùng. Đúng rồi, đâu, bữa sau ông đặt lên đây bức tượng được nè. Đấy. Đâu, đào đi, chịu khó đào bên này nè. Mình rung để mình biết cái hướng. Bên này, nó nằm bên này. Đừng có mua rộng chỗ này nha. Tổ. Đúng mọi người, cái này là gọi là mai củ tổ nha mọi người. Chứ ở trên đây mình chưa thấy cây nào nó cỡ này đâu. Thôi chịu khó đào đi, lấy rễ lên. Bự hơn bắp chân thằng Sang luôn. Sang này là sang sang bên dân tộc Cờ Hó, chứ không phải là sang vlog đâu. Mọi người nhìn đào mà rách cả đống quần. Quay. Để em chặt luôn. Ôi uống thế. Không phải chặt luôn, cái để chuồng. Để anh kéo vào nha. Nhát cắt quyết định. Yeah. Rồi. Okay. Rất là to. Rồi tiếp tục sang em kia. Em kia cổ thụ cũng không kém em này đâu. Lắp lại cho họ. Không phải lắp gì. Rồi tiếp tục sang cụ này nha mọi người. Đây. Rồi, hai cụ bự giống như nhau, về hai ông chia cho đều. Có mất công quấn lộn quấn lạo. Đấy, thử mua thử. Nó cứng ngắc ra thấy không? Cụ này là chia hai ông 70 tôi 30 nhá. Cụ này dễ trên. Đào rộng nhá. Phát hiện thêm một cụ này nữa nha mọi người. Cụ này thì nằm trong cái khu đá này. Chưa biết to nhỏ sao nhưng mà chắc cũng to đấy. Một cụ. Bằng lăng hả? À? À, bằng lăng đâu bằng lăng. Cái đó bình linh mà. Bự không? Được, cái này thì to rồi. Đâu, cho xem. Đâu, cho mọi người xem. Đây, ok, rất là to, đúng to thiệt mọi người. Bằng bàn tay mình luôn nha. Ok đấy. Rồi, mồi đá ra đi. Đá to. To cũng phải lấy. Không lấy ra lấy gì ấy. Đó. Tảng đá bự quá này. Tảng này đi lên luôn này. Cuộc đời này không có gì là dễ dàng cho các chú đâu nha. Cái tảng này đi lên luôn. Thầy huấn thầy nói rồi, có làm thì mới có ăn. Không muốn làm mà muốn có ăn thì chỉ có ăn cút. Thì né đá mà. Bự á, quá bự. Quyết định. Ủa gì kì vậy?
nhát cách, nhát cấp định mệnh. Bước không? Ồ, nó cũng tạm được. Ông giờ hơi rồi, chịu khó đào sang bên này mà lấy luôn. Cũng rất là to nha mọi người. Ồ. Đây đủ xài. Wow. Quá hoành tráng. Đâu quay coi. Tuyệt vời. Cái này dễ sống hơn cái kia. Sao mà ông đứng cái thế vô thẳng mặt trời làm sao điện thoại nào mà nó nhìn thấy được. Ok, tuyệt vời. Được. Hai cụ nha mọi người, hai cụ rất là tuyệt vời. Thôi anh em mình đi về. Mọi người thấy mai đẹp thì nhớ cho mình xin một like, một share, một sub nha. Đây, sang đâu? Cây sang đây. Quá xá bự nha mọi người. Đây. Ừ, tuyệt vời. Anh em nào thích thì... Giá luôn, 200. Dễ vậy. Rồi, xin chào mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.